một set đồ rất là dễ thương với rất là chị em. Nói chung là càng ngày chúng ta càng muốn mặc những cái phong cách mà nhìn nó dễ thương một chút và nhìn nó trẻ trung một chút. Mặc những cái đồ như này thứ nhất là nhìn mình trẻ hơn và thứ hai là rất là thoải mái dễ chịu nữa. Đó. Set này thì gồm có hai món, một cái áo phông trắng ở bên trong và một cái yếm ở bên ngoài. Đó. Yếm bên ngoài thì chất liệu là giả đầy mi. Đó. Rất là thoải mái, mặc vô cùng là dễ chịu, nhẹ tênh. Mẫu váy này thì Phương cực kỳ thích ở cái phần yếm ý. Cái phần yếm được thiết kế rất là lạ mắt. Đó là được cái phần đai này, nó có rất là nhiều khuy nhá, mọi người có thể chỉnh cao thấp tùy mọi người. Đó, và cái phần yếm thì nó cũng làm theo hình vòng cung để giúp cho người của chúng ta thon gọn hơn và khoe được vòng bụng của chúng ta. Ngoài ra thì phần chân váy được thiết kế cũng rất là tinh tế, thì có một cái đường xẻ ở bên này để mình bước đi thì nó có thể chuyển hơn. Còn đằng sau ấy, mọi người có thể thấy là đằng sau thì cũng được thiết kế rất là trẻ trung khi mà làm theo kiểu hình bậc thang như thế này. Đó. Và ở đây thì cũng có chun luôn mọi người nhá, nên là mặc thì cũng rất là thoải mái thôi, không khó chịu gì cả. Chất liệu thì rất là mềm, mát. Ở phía đằng trước thì còn một túi nữa này. Đó, hai túi hai bên. Cute không? Đây là một cái set đồ mà tôi nghĩ rằng là mọi người có thể ứng dụng ra rất là nhiều hoàn cảnh, đi chơi cũng được, đi làm cũng được. Nếu mà mọi người mà ưng ý cái set đồ này rồi ấy, thì nhanh tay để lại comment ở dưới video này hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của Mira Fashion để chúng ta có thể mua hàng online. Bởi vì thời điểm này chúng ta nên mua hàng online mà đúng không? Chính sách đổi hàng của Mega thì cũng rất là linh hoạt, nên là mọi người hoàn toàn là rất là thoải mái và tự tin khi mà chúng ta đặt mua online nhé.